cà cuốn theo cô chủ nói thì cột gạo ở đây được xây tại nhà và theo cái bí quyết gia truyền, cho nên là bột có cái độ dẻo béo và có độ dai. Trong này có tôm hả? Có tôm và bột, bột gì? Bột chiên tôm là bột mì ha. Chiên tôm gọi là bột chiên thôi chứ em chẳng biết nó gọi là bột gì nữa. Đây là quán bánh cuốn cà cuốn số 89 Lý Tự Trọng, thì có thể nói đây là cái quán duy nhất, hầu như là duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có bán cà cuốn. Thì đây là cái tinh chất, trong này có tinh dầu của cà cuốn với mùi thơm rất là đặc trưng mà người Hà Nội và người Bắc thì sẽ biết được cái hương vị của con cà cuốn này, còn ở miền Nam thì có thể là rất là ít người biết ăn. Thì khi mà đến đây là khách có yêu cầu thì cô chủ sẽ cho một tí xíu cà cuốn vào nước mắm để cho nó có vị thơm. Bên trong có tôm, bột chiên tôm rất là vàng giòn. Cái bột bánh ở đây cô thấy như thế nào ạ? À? Nói chung là mỗi người nó có một cái khẩu vị khác nhau, thành ra mình cũng không nói được, đúng không? Bởi vì ở đây là ở đây dạ. Khác, ở kinh chị thì ăn khác. Có thể là cô là người miền Nam. Dạ. Bởi vì ở đây là cái bột được ngâm hoàn toàn thủ công, ngâm và xay thủ công cho nên nó có thể có cái vị chua nhẹ. Còn ở ngoài có thể họ sẽ làm bằng cái bột pha sẵn đó cô. Dạ. Mà bột ngon nhưng mà ngon.